Mình bị rụng tóc hói đầu suốt 12 năm. Mình đã sống trong mặc cảm và tự ti, luôn dùng tóc dẻ hoặc đội mũ hoặc cạo trọc để che đậy. Mình quyết định chăm sóc tóc kỹ hơn và đi cấy tóc tự thân sau 2 năm tìm hiểu, và giờ mình đã thành công. Mình muốn chia sẻ hành trình cấy tóc tự thân cũng như cách chăm sóc tóc của bản thân để truyền cảm hứng cho nhiều người tự tin hơn. Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Cậu Biết Thoát Hói, kênh chia sẻ về hành trình cấy tóc tự thân chữa hói của mình. Vậy là mình mới vừa trải qua phiên cấy tóc lần thứ 2 với 3.000 mốt nang. Bây giờ mình đang trên đường về phòng lại sau khi mà cấy xong, và lúc này thì cũng tầm 5 giờ hơn chiều rồi. Nhưng mà các bạn ơi, mình đã bị bật hết một nang, và cái nang này nó đã dính vào trong cái mũ y tế sau khi mà mình vừa cấy xong. Và trước khi mình đi ra ngoài thì mình có chùm mũ y tế để mà che chắn. Đây là cái buồng cấy của mình khi mà mình đã về tới nhà lúc 6:30, và cái buồng cấy của mình nó sẽ cảm thấy là ngày đầu tiên nó sẽ ứa máu và nó tụ máu trông hơi ghê. Tuy nhiên thì đây là một cái triệu chứng rất là bình thường thôi. Và bên trung tâm sẽ cho mình một cái chai xịt nước muối để mình 30 phút là mình cứ xịt lên, thì cùng với cái nước muối khi mình xịt vào nó sẽ hòa với máu tụ đó, nó sẽ chảy xuống, thì làm trong cho cái tình trạng của mình nó hơi ghê như vậy thôi. Nhưng mà chỉ là duy nhất một ngày đầu tiên, và lúc khoảng 8 giờ đến 9 giờ thì các bạn sẽ thấy được vùng cái của mình là nó khô hơn nè, rồi nó lại thâm hơn nữa, và mình vẫn tiếp tục là xịt nước muối khoảng 30 phút một lần theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Vào giai đoạn nửa đêm khoảng 11-12 giờ thì các bạn sẽ thấy có sự khác nhau giữa cái lúc này với cái lúc hồi chiều mà mình mới cấy xong. Bây giờ nó đã khô và nó thâm đen nhiều hơn nữa. Đối với mình thì cái giai đoạn 2, mình cấy phiên 2 này thì trông rất là nhẹ nhàng và tâm lý rất là thoải mái, cho nên không có gì lo lắng và suy nghĩ hết. Thường là trong cái đêm đầu tiên mà mình cấy về mình sẽ ít ngủ hơn, có khi mình mất ngủ mình không có ngủ được, tại vì mình có những người mình lo lắng nè, có người thì phải lo xịt 30 phút một lần xịt nước muối, cho nên là thường là ngủ sẽ ít hơn, hoặc các bạn mệt thì sẽ ngủ nhiều hơn, tùy người nữa. Các bạn thấy là cái buồng cấy của mình sáng ngày hôm sau là nó đã khô, nó đã đóng mài đen lại nhiều hơn rồi. Và mình là Cậu Bé Thoát Hói, các bạn nhớ follow kênh của mình để mình cập nhật và update cho các bạn cùng xem nhé.